Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Xe Xế Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020 dương lịch, thì ngày hôm nay em vừa mới mua về được một cái mẫu xe Daewoo Lachetti vô phiên bản SE nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, với một chiếc xe tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng, được sản xuất năm 2009 anh em nhé. Thì với mẫu xe này có lớp tông màu sơn màu ghi bạc rất là đẹp, và gần như là anh em mà mua chiếc xe này về là chúng ta chỉ việc sử dụng và đổ xăng và chạy thôi. Với động cơ chỉ có 1.6, rất tiết kiệm nhiên liệu, tầm khoảng 7,5 cho đến 8,5 lít trên 100 km. Với mẫu sedan 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi và form dáng rất là thể thao và khỏe khoắn, phải không ạ? Chúng ta nhìn về tổng quan xe, một chiếc xe rất là đẹp, với mức giá bán bên em đang chào bán là cực kỳ hợp lý cho quý anh chị và các bạn, chúng ta có thể được có cái cơ hội sở hữu với mức giá bán chỉ có 208 triệu đồng thôi. Đấy, xe thì nhìn cực kỳ là thể thao, và lốp nắp con này thì còn rất là dày anh em nhá, dày đến 95% luôn. Đây, lốp nắp này. Gầm bệ thì cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đây. Gầm rất là đẹp anh em nhá. Đấy, thì anh chị nào đang quan tâm đến mẫu xe Lachetti với phiên bản là SE nhập khẩu Hàn Quốc này thì anh em có thể là alo trực tiếp cho em mình qua số hotline là 0852 555 555 hoặc 0966 668 121. Về phần đuôi xe anh em có thể nhìn thấy là về đèn hậu này còn rất là mới luôn nhé. Chúng ta hãy nhìn là rất là mới luôn này. Đây, hai bên đều mới như nhau luôn ạ. Không có vỡ, không có bị hàn và không có bổ ra đánh bóng gì đâu anh em nhé. Nguyên bản luôn. Đằng sau thì có giả, có Oppo thể thao này. Nhìn là cực kỳ là khỏe luôn. Biển Hà Nội, con này anh em ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc anh em ở Hà Nội hoặc tất cả anh em ở tỉnh thì chúng ta cũng có thể là ra tên được chính chủ thoải mái luôn. Và với mức giá 208 triệu đồng em bao giúp hồ sơ cho anh chị và các bạn trên toàn quốc rồi. Về sơn của xe thì cam kết cho các bác là không tìm thấy bất cứ một vết xước răm nhỏ nào cả. Đấy, không có một vết xước răm nhỏ nào cả. Về toàn bộ về phần kính của xe đã được dán phím 3M đen rồi, cho nên là anh em về cũng không phải làm về phần dán kính, về phần sơn này, về phần nốp này, anh em cũng hoàn toàn là yên tâm nhá. Đăng kiểm thì còn dài đến tháng 6 năm 2021. Đấy, đăng kiểm dài đến tháng 6 năm 2021. Đèn của nó này anh em nhìn, đèn là bi salon, đèn bi halogen nhá. Đèn halogen. Đèn này là đèn mà có thể là dòng Lachetti này thì nó đèn nó là đèn tự động. Khi mà anh em đi qua hầm ấy thì nó sẽ tự động sáng, và trời tối thì nó cũng sẽ, khi mà chập tối phát nó tự động sáng luôn, anh em cũng không cần phải động chạm gì. Và ngoài ra thì về phần gạt mưa của Lachetti với phiên bản nhập khẩu này thì nó là gạt mưa tự động. Mưa phát là nó tự động gạt mưa, anh em cũng không cần phải gạt, chủ động gạt mưa đâu nhé. Về phần nội thất, chúng ta nhìn thấy là với Lachetti thì chúng ta có thể hình dung là nó là một mẫu xe cũng được nhiều anh em bán khá nhiều trên thị trường. Nhưng mà chúng ta quan trọng đến chất xe thì anh em hãy xem hết video clip này. Và đặc biệt chiếc xe này em cam kết cho các bác là chiếc xe rất là đẹp. Trần này, trần nỉ rất là sáng trắng luôn. Đây. Đó, quay rất kỹ để cho các bác nhà mình có thể xem được. Về phần táp ni này, keo chỉ là zin nguyên bản cả xe anh em nhá. Keo chỉ zin nguyên bản cả xe. Đây, toàn bộ những cái mặt nhựa của nó rất là đẹp luôn. Vô lăng này. Đấy. Tất cả những con ốc bản nề vẫn còn zin nguyên bản này. Tất cả những cái mặt nhựa này không xước soát gì này, rất là đẹp luôn, kể cả những cái bậc lên xuống anh em nhá. Rất là đẹp luôn. Là tính hóc hác bản nề đây. Zin nguyên bản hết. Hàng ghế sau của Lachetti SE rất là rộng. Anh em nhìn có thể ngồi được thoải mái 3 anh em người ngồi. 3 anh em ngồi sau với chiếc xe này thì vẫn còn rất là rộng luôn. Đây, bản nề đây. Nguyên bản luôn ạ. Chỉ có 208 triệu đồng thôi anh em nhá. Đây, những cái mặt nhựa của nó này rất đẹp. Đây, keo chỉ đây. Đấy. Bản nề thì còn rất là mới luôn. Về phần sau xe, anh em có thể nhìn thấy rằng sau xe rất là rõ ràng. Đèn đóm thì hai bên vẫn còn mới như một luôn, không lệch nhau một tí nào cả. Và đằng sau xe anh em nhìn thấy có một cổ Oppo này, thể thao này. Đấy, sơn thì con này nhìn về sơn của nó rất là bóng đẹp và mượt.
Con này cốp mở bằng chìa khóa nhá, cốp mở chìa khóa bấm điện. Đây nội thất của nó đây anh em nhìn này. Số sàn 5 cấp, điều hòa auto, có trang bị tủ khí, hai tủ khí hoàn toàn và ABS. Đấy. Keo chỉ này. Keo chỉ là cam kết cho các bác nhà mình là zin nguyên bản 100% nhá. Anh chị nào đang quan tâm đến mẫu xe này thì anh chị hãy kết nối cho em qua số Zalo. Số Zalo của em là 0852555555 và nhắn tin cho em để em gửi hình ảnh chi tiết cho quý cô bác anh chị cùng xem. Đây, toàn bộ rất là đẹp luôn. Đó, keo chỉ zin nguyên bản 100% luôn. À, bản nề đây. Đấy. Nốp thì dày đến 95% cả dàn rồi. Và giá thì cũng rất là hợp lý, 208 triệu đồng. Em bao rút hồ sơ cho anh em trên toàn quốc rồi. Và hiện tại thì cửa hàng em đang cần thu mua rất là nhiều tất cả những mẫu xe ô tô cũ. Anh chị nào đang có nhu cầu bán nên đời xe hoặc là bán để giải quyết công việc thì anh em hãy alo cho em để em thu mua cho anh chị và các bạn với những mức giá tốt nhất. Và em sẽ thu mua gấu luôn anh em nhé, thu mua sát giá cho anh em bán đỡ bị thiệt luôn. Và không bao giờ bọn em trả giá rẻ. Anh em nên nhớ một điều là khi mà anh em chào xe bọn em thì bọn em không bao giờ bọn em dám trả rẻ. Bọn em rất là muốn trả với những mức giá nó cao nhất để cho anh chị và các bạn chúng ta bán đỡ bị thiệt. Và bọn em thì nói chung là bán xe thì bọn em bán ăn cũng rất là mỏng thôi. Đó là liêm yết rồi. Giá cả thì bọn em sẽ mua theo thị trường. Và bọn em sẽ mua cố làm sao để cho anh chị và các bạn bán được bị thiệt. Đấy là cái quan điểm của bọn em. Đây về phần động cơ thì em cam kết cho các bác nhà mình là máy cực kỳ là chất nhá. Đây. Cabo này. Chưa cựa con ốc nào luôn. Đây. Cabo zin. Zin nguyên bản 100% luôn anh em nhé. Máy đây. Máy Ecotec. Thì đây là cái phần hộp đen, vẫn là hộp đen nguyên của nó này. Máy cam kết cho các bác nhà mình là máy cực kỳ là chất anh em nhé. Anh sẽ lở máy lên này. Đó. Xe Odo chạy 9 vạn. Tất cả những cái mặt phím còi này vẫn còn rất là đẹp. Điều hòa auto này rất là mát này. Đó, rất là mát luôn anh em nhé. Gương kính chỉnh điện. Đây, máy nổ cực êm luôn anh em nhé. Máy nổ rất đanh và rất là êm. Đấy, đặc biệt là không có hơi thừa. Máy khô, không có một giọt dầu nào cả đây. Máy rất là khô, không có một giọt dầu nào cả. Máy cam kết cho các bác nhà mình chất nhá. Máy nổ êm, không có tiếng lọc khọc, không có tiếng lạch hạch. Và chạy thì rất là bốc luôn. Chạy vẫn có cảm giác rất là zip. À, hộp đen, hộp điếc em tháo ra cho các bác nhìn. Hộp đen zin, à, cái hộp cầu chì này zin nguyên bản này. Không bị cháy, không bị chập này. Đấy. À, trong đây là chúng ta có một cái cầu chì ở đây. Máy cực kỳ là chất anh em nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video và những chiếc xe lần sau. Và trước khi kết thúc video clip thì em xin được nhắc lại thông tin một lần cuối của cái chiếc xe này. Em nó được mang tên là Lacetti với phiên bản SE nhập khẩu Hàn Quốc. Và xe cam kết cho các bác nhà mình là không bị đâm đụng, không tai nạn, không thủy kích. Máy số gầm thì cực kỳ là chất. Thân vỏ rất đẹp, nội thất rất là đẹp. Nốp nắp dày 95% cả dàn. Đăng kiểm dài đến tháng 6 năm 2021 cơ. Đấy. Và bên em đang chào bán cho em nó với mức giá là 208 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho anh em trên toàn quốc. Và bây giờ thì chào hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau nhá.